Xin chào tất cả anh em, có rất nhiều anh em đã phản hồi về cái mẫu Lake Aztec FX13 Max này, về cách căn chỉnh cũng như là cách đấu lối. Anh em đây thì em xin dành một chút thời gian để làm một video hướng dẫn cho anh em một mẫu vang cơ tuyệt vời với format gia đình, đó chính là em Lake Aztec FX13 phiên bản mới nhất ở thời điểm cuối năm nay. Với một phiên bản Lake Aztec FX13, đây là mẫu vang cơ có tiếng chất lượng echo, em đánh giá là một mẫu cực kỳ hay với phong cách gia đình, bởi vì nó ra một cái tiếng echo vang nhại mà chỉ có con Lake Aztec FX13 mới làm được điều này. Tại sao lại nói nó quá như vậy? Bởi vì cái tiếng echo của em này thì không có một mẫu thứ hai trên thị trường có thể làm được điều này. Đấy là em khẳng định luôn. Nếu các bác và anh em thợ có thể vào đây tham khảo bên Tùng Audio. Lake Aztec FX13 Max là phiên bản mới nhất và là phiên bản cao cấp nhất của mẫu vang cơ Lake Aztec. Phiên bản này thì sẽ có một cái tông màu, đó là màu vàng gold, và màu này thì rất là đẹp rồi, một màu sang trọng với format gia đình. Và ngày hôm nay thì bữa vơi cùng với em Tùng đi hướng dẫn cho anh em một cách căn chỉnh cũng như là cách đấu lối cách dễ nhất cho các bác anh em chơi format gia đình với âm ly hay cục đầy. Đầu tiên thì sẽ là cách đấu lối từ trang thiết bị vang cơ này sang âm ly hoặc cục đầy. Nếu như anh em nhà các bác và anh em sử dụng cục đẩy như bên Tùng Audio đây thì sẽ được tặng một đôi dây ca lông, hai đầu, một đầu đực và một đầu cái để các bác và anh em ghép đối với cục đẩy. Và thông thường thì nếu như anh em ghép đối thì chỉ cần chúng ta sẽ sử dụng hai cặp dây và hai đầu dây của hai sợi ca lông, anh em sẽ cắm vào hai đường, đó là đường ao của vang. Anh em xem đây là mặt sau của con vang Lake Aztec FX13 nhé. Đấy, đường output này nó sẽ hiện là cổng rau, cổng rai và cổng led. Đấy, trái phải. Đây là hai đường tín hiệu vào, anh em có thể lấy cắm trực tiếp cho em. Anh em nếu như không biết phân biệt đầu đực và đầu cái thì các bác và em cứ cắm đầu nào mà cảm thấy ấn vào nó kêu tạch một cái, đấy là chỉ là chúng ta đã ấn được vào cái phần con vang, kết nối vào được một đầu dây vào con vang. Và hai đầu còn lại thì sao? Hai đầu này thì chúng ta sẽ kết nối xuống phần input của cục đẩy nhá. Đấy, hai đầu dây còn lại chúng ta kết nối xuống phần input cục đẩy. Và cũng như vậy, khi anh em sử dụng kết nối với âm ni thì chúng ta sẽ được tặng đó chính là hai sợi dây, một đầu ca lông và một đầu hoa sen. Thì chúng ta cũng sẽ cắm hai đầu dây ca lông vào con vang như thế này, còn lại đầu hoa sen chúng ta sẽ cắm xuống input của cục đẩy. Đấy, cũng cắm như là với cắm với input của con âm ly, cũng như là anh em kết nối với cục đẩy. Đầu âm ly cũng đơn giản như vậy, cứ phần input của âm ly chúng ta kết nối với vang output. Ok, đấy là phần kết nối rất đơn giản thôi. Cái này chắc chắn là trẻ con lớp 3 nếu như nghe em Tùng hướng dẫn cũng làm được, rất đơn giản. Và tiếp theo đó chính là phần lấy tín hiệu. Ở con Lake Aztec FX13 Max này thì có rất nhiều các đường tín hiệu khác nhau cho các bác và em lấy. Đầu tiên là USB, Bluetooth. Bluetooth này thì các bác và em có thể lấy tín hiệu từ máy tính, điện thoại di động là nhiều, còn nó ít khi anh em sử dụng bắt Bluetooth qua TV đó. Còn nếu như các bác và em lấy tín hiệu từ Bluetooth thì chỉ cần ấn vào phần input thôi. Đấy, chuyển đổi cổng lấy này, có cổng USB, Bluetooth, cổng quang, có AUX 1, AUX 2. Anh em lấy tín hiệu qua phần input nhé. Nếu như các bác và em sử dụng USB này, đấy, thì chúng ta nhấn khi nào ở đèn nó hiện sáng ở cổng nào thì anh em lấy kết nối cổng đó. Ví dụ như anh em để ở cổng USB thì đèn sáng ở cổng USB rồi, chúng ta cần cắm vào cái phần cắm USB này để lấy nhạc. Và nếu như các bác và em sử dụng điện thoại thì chúng ta nhấn tiếp theo cho em, nhấn đến khi nào nó hiện chữ đèn ở phần cổng Bluetooth này nó sẽ hiện tín hiệu là BT, viết tắt của Bluetooth. Thì anh em chỉ cần như vậy thôi. Đấy, và chúng ta sẽ kết nối với điện thoại như ở trên Tùng Audio hướng dẫn đây. Đây là cái điện thoại của em, để các bác vào phần cài đặt vào phần Bluetooth này. Đây, chúng ta bật lại một lần nữa. Và khi ở trên máy nó hiện tín hiệu là Bluetooth thì chúng ta kéo xuống nhé. Nó sẽ hiện là thiết bị khả dụng Lake FX13 Max. Đó, chúng ta chỉ cần ấn vào ghép đối, nó sẽ hiện dòng chữ đang ghép đối và chúng ta ấn vào phần ghép đối. Ok. Đấy, khi mà chúng ta ghép đối được với điện thoại thì ở trên thiết bị chúng ta sẽ hiện chữ Lake FX13 Max đã kết nối, kích hoạt, đã phương tiện thành công. Ok chưa? Rồi, tiếp theo nữa là phần cổng quang. Cổng quang thì sao? Cổng quang thì anh em sẽ sử dụng một đầu dây ở TV nhá. Nó sẽ có một đường dây cổng quang như thế này. Đấy. Thì đa phần anh em sử dụng TV thì sẽ được tặng một cái dây cổng quang như này rồi. Ở trên TV anh em nào cũng đã có rồi. Thì chúng ta sẽ kết nối vào phần tín hiệu mặt sau, có chữ Optisol. Đấy, là phần kết nối với cổng quang. Còn bên cạnh này đó chính là dây anten Bluetooth nhé. Nếu như anh em bắt sóng Bluetooth mà cảm thấy nó yếu quá thì anh em sử dụng dây. Và dây thì sẽ có đi kèm ở hộp rồi. Còn nếu như anh em kết nối với cổng quang thì anh em cắm vào đây, từ TV cắm xuống đây. Đấy, và anh em chuyển, nhớ chuyển cho em sang phần input này. Và phần
OPT thì đã chúng ta kết nối với cổng quang từ trên máy trên TV xuống. Và tiếp theo nữa đó là đường dây AUX1, AUX2. Cái đường này thì em thấy là các bác anh em sử dụng nhiều hơn. Đó chính là đường tín hiệu, đường dây AV như ngôn ngữ anh em thông thường hay nói. Đây. Ví dụ đường dây AV thì sẽ có một đường dây như thế này. Hai đầu hoa sen chúng ta sẽ kết nối với hai đường cổng AUX1 hoặc AUX2. Thông thường thì em cứ để là AUX1 đi cho nó dễ. Còn nếu như anh em sử dụng AUX2 cũng được, không sao cả. Đấy, em sẽ cắm hai đường dây trắng đỏ này vào hai cổng AUX1 cổng hoặc AUX2 và cắm song song nhé. Rồi. Và khi đó chúng ta có thể là bắt với bộ chuyển đổi ở trên TV này, hoặc là chúng ta kết nối với điện thoại. Và kết nối điện thoại thì đơn giản thôi, cắm vào thôi. Và nó sẽ hiện cái trên màn hình ở điện thoại, nó sẽ hiện cái đường là tai nghe, là các bác vì em đã kết nối với con vang này rồi, hát karaoke trên điện thoại rất dễ dàng. Đó, và như vậy là em đã hướng dẫn cho anh em cách lấy tín hiệu từ USB, Bluetooth, cổng quang hoặc cổng AUX1, AUX2 rồi. Còn anh em nào còn thắc mắc gì hãy để lại dưới phần bình luận video nhé, thì em sẽ cố gắng giải đáp tất cả thắc mắc của anh em. Còn ở bên tay phải đây có ba cái nút như thế này. Nhiều khi anh em không biết cái nút này nó dùng để làm gì và dùng như thế nào. Thì ba cái nút này nó sẽ dùng cho việc anh em cắm cổng cắm USB, chuyển đổi bài hát, đấy, tạm dừng, chuyển đổi sang trái sang phải, thế thôi. Còn bây giờ đến phần quan trọng nhất mà em nghĩ là tất cả bác và anh em đều muốn em làm cái video hướng dẫn như thế này, đó chính là cài đặt cũng như là setup một cái chế độ hay nhất với format gia đình. Thông thường thì bên Tùng Audio trước khi gửi hàng đi là có một cái chế độ nhất định, khi bên em làm video thì đã có một cái chế độ nhất định để phục vụ anh em phòng hát gia đình rồi, rất ok, rất ổn rồi. Còn nếu như anh em nào sử dụng mà cảm giác nó nghe nó vẫn chưa được nuột nà cho lắm thì các bác và anh em nên điều chỉnh một chút ở các cái giải. Ở đây thì sẽ có rất nhiều giải cho anh em điều chỉnh. Trên con Lake Acoustic F13 này thì sẽ có phần echo, có giải delay, repeat, bass mix check. Đấy. Và cái đầu tiên đó chính là cái tính năng delay. Delay có nghĩa là cái echo vang nhanh hoặc vang chậm, đấy, anh em có thể điều chỉnh tùy theo cái chất giọng. Ví dụ nhé, đây em ví dụ luôn cho anh em. 1 2 5 6 1. Đấy, anh em nghe tiếng delay như thế này thì cảm giác là nó, ví dụ anh em muốn nhanh hơn một chút đi, muốn nhanh hơn cái tiếng 1 thì anh em chỉ vặn ngược lại cho em. Đấy. Đấy, vặn ngược lại về hướng tầm 10 đến 11 giờ khoảng đó là em thấy là cái tiếng delay nó đã rất là nhanh rồi. Ok. 1 2 5 6 7. Đó, như vậy là các bác và anh em chỉnh phần delay tùy thuộc theo cái tính chất cũng như là cái mong muốn các bác và anh em muốn cái tiếng echo nó nhanh hay chậm. Đấy, ví dụ như alo. Đấy. Và tiếp theo nữa, cái phần repeat đó chính là chế độ lặp. Anh em muốn lặp nhiều hoặc lặp ít, cái chế độ echo lặp nhiều hoặc lặp ít thì các bác và anh em chỉnh theo múi kim đồng hồ nhé. Ngược lại thì là sẽ giảm đi. Đấy, ví dụ như ngược lại múi kim đồng hồ chỉnh sang hướng 10 giờ thì cái tiếng lặp nó sẽ ít đi, cái tiếng echo nó sẽ ít đi, lặp lại cái tiếng alo của bác và anh em sẽ, nó thông thường nó sẽ alo rất nhiều, nhưng các bác và anh em muốn cái chữ alo của mình nó ngắn, nó kéo dài, nó không kéo dài quá thì anh em chỉ cần vặn về ngược theo kim đồng hồ, ví dụ hướng 11 giờ chẳng hạn. Đấy, còn nếu anh em muốn nó lặp nhiều hơn thì các bác và em điều chỉnh sang hướng 1 giờ đến khoảng 2 giờ là được. Đấy, như vậy là đây là hai cái phím rất quan trọng cho các bác và anh em muốn tạo một triệu và echo vang nhẹ mượt mà, thì đây là hai cái phần quan trọng nhất. Và đến tiếp theo là đến dạng bass mix chép dành cho echo. Cái phần bass mix chép này nếu như anh em đã biết sử dụng âm ly rồi, hoặc là các bác và anh em đã từng hát karaoke, đã được trải nghiệm những bộ trang bị rồi, thì chắc chắn biết đến ba cái từ rất là quan trọng này, đó là dạng bass, dạng mix, dạng chép. Bass có nghĩa là cái tiếng đánh của bass cho các bác và anh em, nó uy lực hay là nó muốn mạnh hay là muốn mềm mượt thì anh em chỉnh theo giải bass, tiếng ồm hoặc là tiếng sáng. Đấy, nếu như anh em hát cả alo thử tiếng mic mà cảm giác tiếng của bác của anh em nó ồm quá, nó lặng quá, nó lặng trịch quá thì anh em nên giảm cái tiếng bass đi. Giảm thì thông thường thì bên em cũng sẽ vặn ngược theo hướng kim đồng hồ, còn tăng thì các bác anh em vặn xuôi. Đấy, thông thường thì em cũng sẽ để ở chế độ bass vừa phải thôi, hoặc là em cứ để ở chế độ mặc định để các bác về anh em về tự chỉnh theo cái tiếng giọng của bác. Và tiếp theo là đến phần giải tiếng, đó là giải mic. Giải mic này thì anh em muốn tiếng thanh thì các bác anh em vặn lên một chút, cao lên một chút, nó sẽ có chế độ tiếng thanh. Đấy. Và tiếp theo đến giải chép. Giải chép thì chắc chắn là anh em biết rồi, anh em cũng muốn tăng giải chép hoặc là giảm giải chép, tiếng xé lên hoặc là tiếng nhẹ đi thì anh em điều chỉnh theo múi kim đồng hồ nhé. Cái này thì vặn tùy theo các bác thích thôi, thích tiếng như thế nào thì anh em chỉ cần điều chỉnh ngược hoặc là tăng theo múi kim đồng hồ, rất đơn giản. Cứ tăng, cứ theo múi kim đồng hồ sẽ là tăng, còn muốn nhỏ đi thì anh em vặn ngược lại kim đồng hồ.
Tiếp theo là đến giải bát mic chép dành cho mic và bát mic chép dành cho nhạc. Ba cái này thì nó cũng giống như cái phần bát mic chép dành cho echo. Anh em muốn chỉnh kiểu nào hoặc là muốn nghe làm sao cho nó mềm mượt thì cái đấy thì các bác anh em tự cảm nhận. Đấy, còn bên em thì trước khi gửi về thì dường như là bên em đã set up một cái chế độ mà nó nhất định mà cảm giác là tất cả phòng hát gia đình, tất cả trang thiết bị âm thanh đã quá là phù hợp rồi. Anh em chỉ cần về chỉnh thêm một chút thôi. Và bây giờ là đến ba phím volume rất quan trọng. Đó chính là echo vang nhạc, âm lượng tổng mic và âm lượng tổng nhạc. Nhiều khi các bác anh em nhận hàng về, đó là một trong những cái lý do khách quan hoặc là lý do chủ quan. Ví dụ như bên Tùng Audio mà có không may thì bên em trước khi gửi hàng mà bên em có để cái chế độ vang nhại nó xuống như thế này, anh em alo mà không có cái tiếng vang nhại thì anh em chỉ cần vặn lên nhé, vặn theo múi kim đồng hồ. Và em lưu ý cho anh em nên sử dụng ở hướng khoảng tầm 10 đến 11 giờ là chế độ echo vang nhại mượt mà nhất. Còn ba cái phím, hai phím còn lại đó chính là âm lượng tổng mic, âm lượng tổng nhạc thì chắc chắn là anh em rất dễ điều chỉnh rồi. Ok. Và đây là một cái video em nghĩ là em cũng đã làm rất khá là chi tiết với Lake Acoustic FX13 Max về cái cách đấu lối này cũng như là cách điều chỉnh, còn là Lake Acoustic FX13 Max mẫu vàng cứ rất hay này. Nếu như anh em còn ý kiến thì hãy để lại dưới phần bình luận video nhé, bên em sẽ cố gắng giải đáp tất cả thắc mắc của anh em. Và đang có giá cực kỳ tốt với Lake Acoustic FX13 Max này, bên Tùng Audio hỗ trợ gửi xe khách trong thời điểm dịp cuối năm với mức giá ưu ái nhất cho anh em, có chế độ bảo hành 12 tháng bên Tùng Audio. Video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.